Nằm trong số các sự kiện quan trọng mà tỉnh tổ chức từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024, theo kế hoạch, chiều 24 tháng 9 tới, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn mức 1. Đây là niềm tự hào và là sự khẳng định uy tín chất lượng của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ là một trong những giải pháp rất quan trọng mà tỉnh ủy Bình Dương đã và đang triển khai nhằm thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành đề án số 05 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đạt chuẩn, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết, thực tiễn và cán bộ giảng dạy về công tác xây dựng đảng. Để hiện thực hóa nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng trường chính trị tỉnh, đạt chuẩn đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy giữ chức hiệu trưởng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Những năm qua, Trường Chính trị tỉnh Bình Dương đã có nhiều bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng ngày được nâng lên, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có sự chuyển biến rõ nét. Loại hình đào tạo được đa dạng, đáp ứng kịp thời yêu cầu đòi hỏi của tỉnh về xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ các cấp. Gồm phối hợp đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đào tạo trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngạch chuyên viên, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp xã, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể cấp xã, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận cơ sở, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4 và các lớp bồi dưỡng khác. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đạt nhiều kết quả nổi bật, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp luận cứu khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cho đến nay thì trường đã đạt 6 nhóm tiêu chí và 55 chỉ tiêu. Trong đó có 13 chỉ tiêu là vượt chuẩn so với quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong 13 tiêu chí này, đặc biệt chú ý có 4 tiêu chí vượt về đội ngũ cán bộ đảng viên, 7 tiêu chí vượt về công tác nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn. Được công nhận đạt chuẩn mức 1 là một bước phát triển quan trọng, là nền tảng để Trường Chính trị tỉnh Bình Dương phấn đấu đạt chuẩn mức 2, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Dương.